Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, lũy kế đến ngày 26 tháng 11 năm 2018, toàn ngành hải quan thu ngân sách đạt 279.126 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán pháp lệnh, bằng 95,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, đến thời điểm này đã có 10 trên 35 cục hải quan thu đạt và vượt cả hai chỉ tiêu dự toán của Bộ Tài chính giao và chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, như Cục Hải quan Quảng Nam, Khánh Hòa, Lào Cai, Tây Ninh, Cao Bằng, Cà Mau, Điện Biên, Long An. Về khách quan, số thu tăng do hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2018, ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 440,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4%. Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng thặng dư hơn 6,8 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Tổng cục Hải quan, với tiến độ thu hiện nay có khả năng thu đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu do Ban cán sự Đảng bộ Tài chính giao là 293.000 tỷ đồng. Hiện nay, các cục hải quan tỉnh, thành phố đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tích cực hơn nữa trong công tác chống thất thu, gian lận thuế qua trị giá tính thuế, tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.